Nhớ để mình thả tim nhá, chia sẻ cho anh em mình. Công ty Hoàng Tiến kính chào quý khách. Chúc quý khách buổi tối thật là vui vẻ. Linh á, Linh là khách mời, tí nữa mới xuống nha bạn nhá. Bây giờ Linh mới lệ chỉ là khách mời thôi chứ, khách mời vào công ty thôi. Còn công ty là chủ yếu là hai em mình đảm chức trách nhiệm. Một ông chủ tịch với cả một ông tổng giám đốc. Thế thôi, hết, không có nhân viên. Giới thiệu mình là tổng giám đốc. Còn đây là chủ tịch. Chủ tịch hội đồng quản trị. Không kế toán, không nhân viên. Một công ty, hai thằng làm, hai thằng ăn. Lúc nào thích thì mở quá. Cam bị mở. Lau cam đi. Các cam quên nhầm trước đi lau cam sau, chán thật đấy. Này cuốn cuốn quá, đừng mình xem quá cuốn, tận 22.000 người xem mà. Vừa là tổng giám đốc, chủ tịch thì kiêm bảo vệ. Đấy. Rồi là kiêm cả setup hàng luôn, kiêm hết. Đấy. Sáng, công ty hai người thôi, không nạp thêm thành viên mới. Chói đèn, đúng rồi mọi người ạ. Giờ không có kiếm được chỗ nào để mà setup đồ cả. Chói đèn á? Sao thấy gì đâu nhỉ? Để mờ quá. Mờ, cam mờ quá à, mọi người. Mọi người chơi một tí nhá, để mình lau tí cam nhá. Công ty bán đủ gì? Cái tăm. Cái tăm từ cái kim sợi chỉ cho đến máy bay tàu hỏa. Anh em mình sau này thì sẽ... Hay là chỉnh đang chỉnh áp nhỉ? Bị hơi mặt hơi dài dài. Cái anh chỉnh đi. Áp đâu ta? Cái này bị màu dại rồi. Đâu, đấy á. Mọi người đừng đợi trong giây lát nhá. Chủ tịch với là tổng giám đốc đang test lại máy. Đúng là bị ngược sáng mọi người ạ. Giờ không biết, không kiếm được chỗ nào để mà set up, để mà... được chưa? Đẹp, đẹp quá. Cái này đẹp quá. Cái này có đẹp quá không các bạn? Hai ca tập. Bị bóng đèn trên đầu này. Ủa vừa đúng rồi, bóng đèn trên đầu. Tắt này đi mà. Đức Anh tí nhắn tin cho anh Tiến nhá. Tôi gọi là trả đứt. Tôi chết rồi. Hảo rồi bà. Hảo à. Công ty là không có cái đội support ở đằng sau thì là hơi khó. Hay là quay ra cửa đây. Hay là xong cái phiên line này mình đầu tư điều hòa ở đây luôn đây. Đầu tư cái điều hòa. Đầu tư điều hòa. Hôm nay là công ty khai trương tại ở nhà Linh luôn. Đấy, nó bị lỗi à? Từ xem lỗi gì ta? Ok, đây rồi. Em nhắn ở đây, ok. Đội support thì vẫn đang làm việc ở Hà Nội. Đấy, còn anh em mình hôm nay là khai trương công ty là ở nhà Linh. Đấy, tại nhà Linh luôn. Các bạn nhá. Hy vọng là công ty này sẽ được các bạn yêu quý và ủng hộ cho... tổng công ty hai thành viên. Đấy. Hai thằng làm, hai thằng làm. Bảo Linh đến chúc mừng công ty, mang hoa đến chúc mừng đi chứ. Tắm, chưa giờ thì chưa đi. Lệ đâu biết, mời khách mời danh dự mà đến giờ phút này khai trương công ty mà chưa thấy một ai đến các bạn ạ. Gửi từ tháng trước đến giờ. Giấy mời thì là gửi từ tháng trước. Tặng hoa, ok, cảm ơn thì bạn gì nhỉ? Nhanh quá, trôi nhanh quá. Khai trương hoa, cảm ơn Vương nha. Cảm ơn Vương nhá, cảm ơn các bạn đã chúc công ty... Hoàng Tiến, anh Tâm đang xem đấy. Cảm ơn anh Tâm nhá. Anh Gia nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi người phải biết là công ty Hoàng Tiến, Hoàng trong từ Huy Hoàng, còn Tiến là Tiến lên. Tiến lên. Đấy. Huy Hoàng Tiến. Tiến lên. Tiến lên. Huy Hoàng. Rất là đau đầu và rất là gọi là suy nghĩ bao nhiêu năm qua thì bây giờ anh em mình mới đặt được một cái tên đấy là công ty đấy, chuyên review các sản phẩm bán từ cái kim sợi chỉ đến cho đến tên lửa. Đấy. Nên là booking quảng cáo ai đấy. Khéo chuyển hướng. Ai mà có nhu cầu ấy, bán cái gì là anh em mình bán cái đấy. Khai trương Hồng Phát, cảm ơn nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Mọi người hãy nhớ rằng là công ty Hoàng Tiến. Công ty Hoàng Tiến thành lập ngày hôm nay bao nhiêu tháng? Hôm nay là ngày 13. Ôi sao ngày thành lập ngày 13 à? Nghe có vẻ hơi sai sai nhỉ? May mà hôm nay lại thứ 7 đấy đúng không? Thí dụ là thứ 6 ngày 13 thì... Thôi. Nhưng mà không sao. Có tuyển nhân viên. Ủa. Bạn phút đầu tiên mà. Xin mời nhắn hàng.
xin mời nhãn hàng nha. Khách mời vừa chăng được rồi, vào vào được. Vào luôn. Như này vào được. Vào luôn. Vào luôn. Vào chung công ty vào. Một câu đi rồi. Vào luôn, vào luôn. Khách mời là cái phải trang điểm nên. Nhãn hàng mới chơi. 18 xong mới đi nhãn hàng. Hello mọi người. Đây là buổi đầu tiên của công ty Hoàng Tiến. Hoàng Tiến thì em chúc cho công ty làm ăn phát đạt. Đấy. Mãi đỉnh, mãi đỉnh. Linh ạ. Câu kia thì để cho Linh chúc về đấy. Chúc công ty làm ăn phát đạt. Kiếm được 10 thì tiêu 5 thôi. Thế rồi. Tiêu 5 thôi. Đang đi vay để lợ đây. Để cố mà kiếm để giả lợ mà còn cố gắng đấy. Cố gắng các bạn ạ. Cố gắng đem cái sản phẩm tốt đến cho mọi người. Những cái sản phẩm mà tốt sẽ đem tới tay mọi người. Và hình như là hôm nay là công ty Hoàng Tiến, hai thằng làm hai thằng ăn. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Sau này cố lên mà phát triển anh ạ. Là thuê lên đó. Khách mời thôi. Thế chưa thuê mà đã đòi hỏi công ty là đầu tư đi học ra trên rồi. Trung Quốc rồi. Công ty thì chưa có đồng nào. Sáng nay đi mua thịt đi mua thịt về để test máy xay mà này mà có mua được có lửa làng ấy. Về để... dính hết vào cái gì? Thịt này dính hết vào dao đến lúc nhấc ra chả thấy thịt đâu cả. Công ty là vốn điều lệ nó chưa có. Chưa có. Cho nên là mọi người nhớ ủng em ý ạ. Mua được 4 củ tỏi về và máy đảo, quay đảo máy quay còn chưa với tới tỏi đâu cả. Chán thật đấy. Cho đẹp ra. Ok. Lính đâu nhỉ? Bây giờ. Ôi, view lên mọi người, cảm ơn mọi người nhá. Rồi, mọi người em lấy cho giả tiếp. Đây, anh ơi. Cái gì chơi nhỉ? Nhưng mà em như này là bán à? Bật tiếng anh ơi, bán vi phạm gì đấy? Đừng bật tiếng với nhau được. Mọi người thông cảm nhá. Rồi, ok. Mình vừa mới đắp mặt nạ xong mà mặt nạ hơi đắt tiền cho nên mình hơi tiếc tháo. Thôi bán luôn đi anh ạ, em. Ok, bắt đầu là sẽ là khai trương đầu tiên đấy là liên khô gà. Khô gà. Khô gà và bây giờ nhãn hàng khô gà. Nhân lệ đấy. Cho luôn cái. Đâu. Cậu nào. Cứ nói đi. Nói chạy hết cả nước kia. Nhãn hàng hôm nay là cho giá bao nhiêu? Điều như thế nào? Nói luôn đi, trên công ty sàng phẳng luôn. Đấy. Xanh chín luôn. Xanh chín luôn ở trên live luôn nha các bạn. Xanh chín như chín luôn. Xanh chín luôn. Bao nhiêu suất, giá bao nhiêu? Đấy. Nói chung là đến với Nam Hoàng với anh Tiến công ty của mình ấy. Đến với Hoàng Tiến. Đến với Hoàng Tiến thì bọn mình luôn là nhận được sự ưu đãi từ các nhãn hàng. Ưu đãi. Điều đặc biệt là ưu đãi rẻ, ngon bổ rẻ, ngon bổ rẻ. Chất lượng. Ok, thì hôm nay nhãn hàng Food sẽ lên giá luôn này. Hộp 250g, hộp 250g như hộp này. Hộp đây là 500g rồi nhé các bạn cả nhà mình nhá. Đây là 500g rồi. Xe ra cho Food thể hiện. Đây mọi người ơi. Mọi người ơi, hộp 250g sẽ hộp như này nha. Che nhãn hàng rồi đúng rồi. 113k hôm nay chỉ còn 80k. 80k. Quy tắc của công ty này là im lặng, không được nói nhiều. Đây nhãn hàng mà phải công ty đâu. Nhãn hàng à. Ok, xin lỗi. Ai bảo? Nhãn hàng đến quát cả tổng giám đốc. Chủ tịch rồi. Đây mọi người ơi, hộp 250